Cắn giòn kìa. Mạnh chưa? Mày buông ra coi. Con quỷ già đó mà. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sơn Màu Lóc như cả nhà. Mọi người thì hôm nay mình trở lại nhà tôn của Thế An mọi người. Thì ở buổi chiều ở miếu ông già thì ở đó có một con quỷ áo đỏ và đầu đen thui mặt đen xì cả nhà. Thì Thế An có xuất hiện và nói là cái bà già trong nhà này đuổi nó ra khỏi nhà là do là nó quýnh đít người ta. Con Thế An nó bị già đuổi nó ra, mình hỏi lý do xong mà bị đuổi, nó đã cầm chổi quýnh người ta. Vì, phải rồi, cầm chổi quýnh người ta, tao làm dữ phải rồi. Cái bà Thế An này bà cũng cà khịa lắm, bà thích cà nhây lắm. Bà mà vô mà chủ đề này bà cười một cái, bà cười hoài luôn nha. Thì hôm nay á, mình như video vừa rồi cái nhà mình xem á, thì mình nói là hôm nay mình sẽ mua con gà để Thế An ăn là do mấy anh chị có kinh phí cho mình đó. Thì hôm nay mình mua con gà. Và cái điều đầu tiên á, mình trở ở đây á, là thế à, gặp bà già đó và xem thử bà ta thế nào mà tự nhiên tội nghiệp Thế An gì, tự nhiên ta quýnh con cây đuổi ta đi kỳ cục á, đáng lẽ phải đuổi khỏi nhà luôn chứ, tắm còn đạp nữa mới vừa. Mà đã ta ở trong đây ta yên phận rồi, bà Thế An mới chọc ghẹo người ta, quýnh đập người ta, cái bà bị ta quýnh, bà bị ta đuổi đi nói mình rồi này, phải quýnh Thế An mới vừa chứ, đã giúp vong linh mà không giúp còn quýnh người ta nữa, này phải trừng phạt bỏ đói 3-4 ngày nhăn răng. Cái nhà thì ở trong ngôi nhà này thì cái bà già ở trong đây, nhưng mà biết sao không cả nhà, tuy là mình biết ở trong nhà nhưng mà cái vị trí cụ thể bà trú ngụ ở đâu thì mình không biết, tại vì bà ta thì lúc ở đây ở lúc kia, góc này góc kia trong nhà, đôi khi ở trong toilet, đôi khi ỉa trống cũng chừng. Hôm trước có một quỷ mặt miệng rộng luôn vô hỏi làm gì vậy? Vô ỉa nhà mình cắt lên vô Thế An ở mà làm gì là toilet cộng cộng vô ỉa nhà. Thì con miệng rộng anh như mình đưa đi thoát rồi không ta, đưa đi về chùa hay thoát quên rồi. Thôi cả nhà, bây giờ mình cũng không biết nói gì hơn. Thì rất là mong được cả nhà yêu quý và ủng hộ. Thì anh chị nào chưa đăng ký kênh á, thì hãy nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo video hồi mỗi ngày ở kênh Sơn Ma Vlog vào lúc 17:30 là 5 giờ chiều đó cả nhà. Còn kênh Sơn Ma TV á, thì cả nhà mình đón xem vào lúc 10 giờ trưa. Đó, thì mình sẽ phát hai cái khung giờ nó chênh lệch rất là xa. Nên cả nhà mình khỏi có sợ bị lỡ video. Kiểu như phát gặn quá thì nó phát chung trùng lập á, cái nhà mình có thể xem cái này bỏ bên kia nó, nhưng mình phát ở một kênh thì ở buổi trưa, một kênh thì ở buổi chiều, như vậy cái nhà mình có thể tiện coi hơn. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay xung quanh ngôi nhà này và xem cái bà già đó hôm nay đang ở đâu và làm gì, và hôm nay thử có tiến triển mình giúp bà ta có được hay không cái nhà. Thì ok, thì buổi người cô chú chị ơi, nhà bên đây thì chắc chắn là nó sẽ hạ không chú ngủ đâu, tại nó cũng lỏng à. Gì vậy, tiếng động gì vậy? Bà già ơi, bà già, ai vậy? Con này mày làm gì nữa hả? Em mày dọn nước cho mày. Rồi. Ghê quá vậy. Bà già đâu? Chị đâu nấu thấy đâu.
Ghê vậy chứ. Bà giờ sao không thấy mày? Bà già. Tiếp tao mày. Giọng mặt mày vậy á. Vậy cho tao. Vậy tao mua mày không mang, mày lên cái dép không giọng mặt mày nha. Mà nói ra, mà tái ra đây không? Bảo qua nhà mộ nào không? Thấy Vậy mày nó mất tiêu rồi làm sao? Ai kêu mày quýnh đuổi người ta chị vậy? Mà chiều nói tao mày quýnh quán cây đít mà. Vô được đó. Kêu mày giữ bả, kêu mày quýnh quán chị? Bà chọc con trước. Bà chọc mày kiểu gì? Bà chọc con là con nằm giống như heo nằm giống. Đúng mà. Dạ. Mà đúng không mày? Mày dám không sợ quýnh thầy mày mày. Bây giờ bà ta mất tiêu rồi làm sao nè? Coi chừng bà vợ ở nhà mình đó. Bà già ơi. Bà già, bà già. Chắc gỡ bán đồ mũi được cũng được mấy chục. Con mẹ già nó tiêu chặt. Chị Đây, tao nghe. Thấy không? Tao nghe tiếng động ở phía sau. Đây, chắc ở cửa sau nè. Nè. Cái cửa nhỏ bên hông rồi nè. Tao nghĩ là ở trong cửa nhỏ bên hông rồi nè. Từ từ, từ từ, từ từ. Đây nè, nè, nè. Sao trong nhà không ở bà chui tay bà ở cái gì làm gì bà làm gì hút bùn cầu thấy ghê dữ vậy hả hèn chi ngõ này đang ngồi ỉa trong nãy giờ là nó ỉa nhưng mà hút hết nhiều phải không ghê trời tới giờ đó đó bà vô đây đi tôi cho bà ở trong này mà tôi cho bà ở trong này mà bà ra đâu có làm gì ủa hai hai bên hai nhà thì hai bà với nó ở chung ở riêng đứa bên đi ai chưa ở chung chưa quýnh lộn chọc ghẹo quýnh lộn đúng rồi tự nhiên ta đang nằm giống với nó ta như heo nằm giống mà coi nó đúng không nó không gì á chỗ vàng là tôi phân chia là bà ở bên đây tôi ở bên đó tôi nằm giống mà bây giờ cho tao hút lực vào đi thế An hút lực vào đi thôi thầy có dạy đâu gì thầy chưa có dạy mà tao chưa có dạy mày hả để chúng tôi làm cho dạy mày hút lực bây giờ nè bà ở đây bà thấy thoải mái không cũng thoải mái mà không có học ăn đó mà không có gì không có ăn không có đồ ăn hả hôm nay tôi mua gà cúng thứ hai cho bạn ké không cái gì không cho ba ăn cho ba ăn đi mày cho ba ăn đi rồi đưa ba siêu thoát bà chưa siêu thoát không chịu tôi mới cho ăn không thì nhịn đi bà bây giờ trước trước tiên bà nói tôi biết cái bà là lính của ai vậy
À, hôm trước bà nói bà đánh thiên ma đúng không? Ừ. À, đúng rồi, Ma Dương. Bà đánh Ma Dương. Ma Dương hôm trước có đến đây chuyện linh lực cho bà. Nó có nói gì không? Cái nhà này của tao mới là tới ông nội ngoại đâu nó phá. Hả? Cái nhà này đâu phải chứa quỷ đâu. Cái nhà này tôi coi thấy An ở mà. Hả? Ai làm gì đâu? Ai làm gì nhà này của tôi mà. Ừ, nhà của ổng không bỏ mà. Nhà này của tôi không phải nhà Thúy An đâu. Ủa? Tôi cho Thúy An ở thôi chứ không phải nhà của Thúy An. Ổng về cho muốn thôi. Bây giờ bà về phía tôi đi. Bà lấy thông tin của thiên ma cho tôi biết đi. Thiên ma hiện tại giờ đang ở đâu? Thiên ma nào? Ma Dương chứ lộn. Ma Dương? Ừ. Hiện tại đang ở đâu? Đang ở một nơi rất xa. Nơi xa thành đó là nơi nào? Trong rừng. Cái gì? Đang trong rừng. Trong rừng hả? Mà rừng ở đâu? Rừng gì? Trà Sơn. Rừng Trà Sư à? Ừ. Em mày nói thường xưa là du lịch rồi mày. Nó ở cạnh đó. Cái gì? Ở cạnh đó. Ở cạnh đó, cạnh đó rừng Trà Sư, cạnh đó rừng nào đó mày? Chắc đi trên núi gì á. Trên núi. Rừng Trà Sư, chỉ có rừng Trà Sư thôi, cái cạnh đó có rừng nào đâu. Ừ. Dốc hả mày? Giáp Miên hả? Giáp Miên. Giáp Miên ở đâu ta? Rừng nào Giáp Miên ta? Sorry, Campuchia. Nó đây có chưa? Thật ta hắn ta là con Linh Dương. Linh Dương đồ bò. Hắn ta là hiện thân của Linh Dương đồ bò hả? Ghê à? Hắn Dương là Linh Dương đồ bò. Mày nó chỉ thằng ông mẹ cho anh mày hiểu mày nói chuyện bà mà thấy ghét quá. Không nghe được. Hả? Ừ, mày nói thằng ông đi. Mày tên gì? Tao tên. Ừ. Tao tên gì? Ai biết, tao hỏi mày mà hỏi tao. Giọng ghê hơn thầy nữa. Cái vậy sao? Còn giọng tao ghê lắm hả? Giọng ghê hơn thầy. Giọng con với thằng này nè. Giọng ghê hơn thầy là sao mà tao không hiểu mày? Thật chầm. Tao hình Mỹ Linh. Phải. Mỹ cái đầu mày, mày đàn ông Mỹ Linh. Tên gì? Mày thì tao quýnh hút lực nè. Mày khai nhanh, mày tên gì? Quê quán ở đâu? Tên tuổi là gì? Họ tên bao nhiêu? Lộn. Tên tuổi bao nhiêu? Sao con quỷ nào cũng không nhớ tên tuổi nữa chứ quay. Hoài luôn. Hút cái lực đó thế. Nó xạo, nó không biết hút đâu. Mày nói chi dạ. Cái rung cơ. Rồi móp đi đó. Bà vô nhà đi. Không sớm là phải ta gì nhưng hỏi tên ta. Tôi muốn giúp bà, tôi không hỏi tên bà đó chứ. Nhì. Tôi giúp tao làm giúp gì? Tôi đưa về chùa cho bà tu học đạo để bà có thể siêu thoát làm người. Nhưng chủ tao Ma Dương giúp tao cho ta. Bây giờ bà đi về chùa Ma Dương làm gì được bà? Nhưng cho tao chưa hoàn thành. Hả? Bà đã bà chấp nhận đi về thôi siêu thoát rồi mà còn thành con mẹ gì nữa? Là kiếm Ma Dương là kiếm ta không có. Không có thôi làm gì giờ? Không có gì giết tôi. Giết tôi cãi tôi. Nhiệm vụ của bà đi thoát đi. Thôi bà cũng mẹ em. Con quỷ nó mới kêu thầy nữa, quỷ thế ai mới kêu thầy nữa. Sao mà không tao?
Nó đi. Heo đâu mặc đồ đâu. Heo có đuôi nữa. Tao không có mỏ nhậu nữa. Hả? À. Vậy tao nói mày như con ớt mà chịu không? Giờ là sao bà lựa chọn đi chứ bà không có nhây được. Cái gì? Một tầng chân. Một tầng chân hả? Tầng chân mặc cái gì? Lấy bình hút bả vô. Khỏi, 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 khỏi suy nghĩ nữa. Khỏi suy nghĩ nữa. Ôi, 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 không có mình động nha. Mày làm phản rồi mày. Mày còn xuống, mày tao tao ở trong nhà này, mày là lính của tao, mày phải nghe lời tao, mày ngồi xuống đây. Không có xin phép gì hết á. Ngồi xuống coi. Ngồi xuống. Mày mày động đậy tao hút mày. Cầm tay lại đây. Tao nói mày nghe chứ. Dạ. Con quỷ này. Thằng quỷ này thằng được ngựa này. Mày buông tao ra. Dạ. Buông tao ra. Mày lên. Dạ. Vô nhà kìa. Đâu rồi? Có nó có ỉa không đó không? Không. Không có ỉa hả? Có ỉa mày ỉa chơi vậy? Gì nó đâu? Đâu thấy đâu? Bà già, bà không được ăn uống không? Bà được ăn gà không? Bà già u. Nó nằm đây mà mày nói nó là nó mày là giống giống heo hả? Đúng rồi, thầy đi ra đây. Ừ. Để nằm cho coi nè. Ừ. Đó. Nè, đó. Ừ. Giống chỗ nào? Nó giống heo hả? Đúng nhìn. Rồi. Không, nhìn không giống heo đâu. Đó, người ta nhìn nó giống heo. Ừ, nhìn giống lợn hơn. Gì? Cái giọng nó mua mất tiền cái mày, giọng mặt mày giống giống vậy giọng sao? Giọng giọng mày kiếm bà già cho tao nè. Bà già đâu? Mày biết. Chị không mày hỏi con. Hết hồn mày. Tao nghe tiếng động trong toilet hay gì nè. Bắt kìa, kìa. Nắm đầu lo cái đây. Nắm đầu lo cái đây. Chuyện gì? Tâm sự gì đây? Tâm sự của mẹ gì không? Tâm sự gì? Bà nhây quá, không tâm sự gì hết. Đi. Mình mất ba, ta còn cha ai già, 80 tuổi. Cái gì? 80 tuổi. 8 nhiêu? 80. Mày mới nói 80 bữa ngày, mày nói 80. Bao nhiêu tuổi? Nhắc vừa thôi. Mà cùng cái gì? Làm thằng chú không được cái đó. Bây giờ mày hút hết năng lực, linh lực mà đi, bà không có làm gì được, bây giờ bắt buộc bà phải đi thôi. Bắt tao, tao niệm chú không được rồi, tao hút lực được.
Buồn được á. Dạ. Mày tao ra. Buồn quá. Mày nói hết đứt làm hai bây giờ rồi. Tao không muốn ăn heo quay đâu. Dạ đau quá hả? Bây giờ á, bắt bà ta về bảo chịu phải không? Bây giờ cúng cho bà ta xuất hiện bài chân pháp bắt bà ta. Trong cái đó bắt đó bà ta xong cái đầu hút lực bà ta. Cái bà khùng này mới cười hoài. Mày nghe tao nói gì không? Mày có tao có mặt mày giúp được hả? Mày biến cái mặt nào rồi? Mày đây, rửa cái đây. Rửa cái đây. Mày biến cái mặt ra làm sao tao coi cái. Cái tay ra. Rồi đứng đâu, khoảng đâu rồi. Nhìn mày giống heo thiệt. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Ê, tao làm gì? Con mẹ để giống đây nè. Ây da, ây da. Ây da, ây da, nó cắn giòn kìa. Ây da, mạnh dữ à. Mày buông ra coi. Con quỷ già đó mà. Dạ. Tại sao tại không rất là thương. Rồi nó chết rồi. Rồi bắt nó hút lực này. Nó mặc quần xì bông đây nè. Nó mặc quần xì đây nè. Nó mặc quần xì bông đây nè. Con quỷ này hút lực cái lực. Tỉnh dậy đi kia. Rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Nhưng mà không chạy. Nhưng mà không chạy đi. Nhưng mà chạy đi ngồi đâu ngoài vậy? Chạy đâu? Chạy đi. Thế à, đi báo cho quỷ chú biết là có một con quỷ già bị hút đến linh lực rồi. Kêu xuống đây. Ăn thịt nó. Vậy đi thoát không? Đi không? Đi phải không? Dắt nó chốt nhốt vào trong toilet để thầy cúng kiến. Đi lẹ thôi bà già. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cúng kiến nha mọi người. Ây da. Làm gì vậy?
đang chưa cúng mà hỡi gì. Để ông cửa là bớt bớt được, quá gió vô nó có đốt cái cày không được. Biết mùi gì? Gà nướng mỡ. Mày hay quá ha. Phải nhưng mà mày bắt dông giỏi vậy cũng được, đỡ đi. Tao mắc hết cái nhà cái đàn cày của mày. Chai cái đầu mày á, mày ăn gà chai nào? Con gà nè. À cái này tới có người cô, có người anh, có người chị, có người chú, có người gì cho mày chơi chứ của cô bác cho. Cảm ơn bà con đã ưu tiên cho thầy con mua gà. Trời ơi, ngoan thấy ghê không? Ngoan nó lạnh vậy đó. Bữa nào có gà nó ngoan lắm. Đúng không? Hả? Bữa nào có gà ngoan lắm. Mày đi phước mặt người ta cúng được không? Mày ngồi tao hồi hộp với mày. Giống như vậy cô hồn vậy đó. Sao vậy thầy? Tao chưa cúng nó mà giật kìa. Bây giờ tôi đi đi. Tao là tao cúng xong rồi vô mày ăn. Đi đi. Thôi dẹp đi, đi đi. Ngồi vô ăn. Chưa gì trên đồ ăn. Quên hỏi nó cũng có bà già sao rồi nữa. Nhà nó không cháy vậy nghỉ. Nó dài lắm quá. Chừng nào thầy kêu dắt bà già ra thầy dắt nghe.
dắt bà già vô đi. Thi Đen, dắt bà già vô. Cho người ta đây ngồi. Cho bàn bữa cuối đấy. Chưa, từ từ. Làm gì trời. Con mẹ, có ba sống chứ ba hại đàn ông lắm nào vậy. Phành tại bàn với hoài nhìn tại bàn có thấy ghê với mẹ hả vừa bà ta phải không, phải tiêu diệt cho sớm để thứ nhất bà hại đàn ông, thứ hai hại đàn bà, tại bà hồi phải giết đàn ông mà họ phải giết đàn bà, bà giết đàn ông thì tẻ không được, còn giết đàn bà là có bầu. Mấy bà này phải tiêu diệt nó sớm sớm mới được. Địch luôn rồi kìa. Tao nghe cái tụt kìa. Đi ra tăng tăng. Ê. Bây giờ thầy sẽ giao cho con. Ăn uống xong là tự con đưa vào đây cho hút luôn nha. Nghe không? Mặt xấu quá nha. Xấu quá thầy xấu. Có vì hôm nay là bữa cuối của bà nên tôi sẽ chừa cho bà cái phao câu. Ăn đi. Không có chết không? Hả? Không. Không chết đâu. Tử vong không à? Giỡn nghe, không có chết. Chuẩn bị đưa cho miệng nó nghe, tử vong. Sao vậy trời? Phơ vượt hoàn phua. Ngon. Ngon. Dao.
bà ăn đi. Tôi muốn giảm cân, không ăn nữa. Gì vậy trời? Ngon mà tưởng trúng độc không. Nghĩ rồi, hưởng ngang rồi đi. Ngày cuối cùng rồi. Ông chồng tôi đâu rồi? Chồng bà là ai? Chồng tao mày có gặp không? Không. Không vô đồng rồi. Chồng tao trong miếu á. Mày gặp chồng tao không? Chồng bà mặc đồ gì? Ăn đồ máu. Đồ gì? Ăn đồ màu máu. Đỏ hả? Đúng vậy. Rồi mặc dáng dốc làm sao? Tính cách nữa. Nói đi. Sao mà sao? Tính cách sao không giữ tính? Không giữ. Khoan khoan. Mặt đỏ phải không? Không phải. Mặt đen như cục lửa. Đen như cục lửa nè. Bà lỗi hẳn là lực cười. Tôi chưa thấy ai mà che chồng như bạn. Nó mua gì đó bạn. À, lý ra nhìn này. Mình nói giọng nhẹ nhàng thôi. Khi ghê quá má ơi. Khóc ta đi, thương ta đi. Cái gì má? Chị em mình mà. Chê. Nghe chồng bà. Thôi bỏ ta đi, bỏ nó qua một bên đi. Mày tao đây, mày ở đây, mày dung kẻ nha. Ừ. Có gì mày dung xuống, mày nói tao đây nha. Ừ. Rồi mày xuống mày còn cái đầu không, mày đi cho mày. Làm gì có ý, gặp nhau mày. Còn hỏi nói rồi. Đi chảnh nha, mình giỏi à. Tao đi xuống, tao đi lên. Thì tao đi nói đi chảnh mà. Thử nhanh một xíu đi rồi tôi đưa bà đi. Tao sợ quá mà hơn, thế là ở đi mẹ ơi. Vậy thì vô bụng quỷ chuốt được. Còn ghê nữa. Quỷ chuốt tàn độc. Quỷ chuốt tao cũng nghe danh nó rồi. Nó nuốt hầy tôi luôn á. Nó giết bao nhiêu trong linh. Ôi trời, nó bao nhiêu tuổi rồi. Một tuổi rồi nó nuốt 10.000 trong linh. Nó bao nhiêu tuổi rồi nó nuốt bao nhiêu đó. Thật sự nãy giờ bà nói cái gì tôi không có hiểu, tôi không có nghe gì hết trơn luôn. Nghe không? Ừ. Nghe không? Nghe cái giọng nhẹ mảnh muốn chết luôn. Tôi sợ ta không? Đéo. Không sợ thì thôi. Hưởng đi rồi tôi đưa bà đi lên chợn. Không.
Cái gì cũng dưới tay tôi. Ngồi nghe ngắn lại nha. Chừng nào bà thấy luồng sáng á thì nhìn theo rồi đi thôi nha. Đi mình giỏi nghe. Ôi trời, sao mệt dữ ta. Làm cái này hình như mất sức lực đi. Là muốn hồn mày. Ăn xương bỏ lùm la hết. Cái gì vậy hả? Con ngồi. Con xương nhai luôn. Ghê trời. Nhai nhuyễn béo. Nút chụp 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 nút luôn. Bà đi hả? Dạ bà đi rồi. Bà đi bà nói gì hả? Bà nói ở đây mạnh giỏi. Có hỏi được bà gì không? Bà nói là có cái ông chồng. Bà hỏi con là có gặp ông chồng không? Mà nói trong miếu ông già, mà nói mặc đồ màu máu, màu đỏ đó, mặt thì đen. Mày giống cái ông chịu gặp mày trong miếu già mày. Thì đó, cái con hỏi, cái hỏi cái bà cắt ngang bà không nói nữa. Này, chẳng biết tao mày. Mày không đi lấy cái tao sao? Mày nguy hiểm lắm. Vậy là cái ông trong miếu, ông mặt đen là chồng bà. Vậy đó. Mà ông ta ủa mà sao mà bà ta ở đây mà ông ta ở đó? Chắc ổng chưa tìm được nên là ổng mới nhờ nó mới nhà. Mà bà ta với ông đó có trước khi chết có vấn đề gì không? Không biết. Sao không hỏi? Con hỏi bác cách ngang mà. Thôi kệ đi, để ngày mai vô trọng hỏi con quỷ già kia. Mày rảnh quá. Đi đi. Khải cái đầu mày. Cái nhai quỷ nhỏ này đốt ba cái dây thun. Bữa nào đốt cháy cái đầu rồi có bữa. Cái nhai thì Thúy An đã đưa bà già đi siêu thoát rồi. Không phải ông này ông già. Mà nghĩ ông mặt đen nó cũng lợi hại chứ. Tới cái bà đực cái ông làm luôn ghê chứ. Để mai vô hỏi ông cái bà này đực hay là cái nha mọi người. Thì ok, tôi cảm ơn mọi người xem video rất là nhiều. Đến đây mọi người xin khép video lại. Chào mọi người, hẹn mọi người. Tôi sẽ nhắc. Bye bye nha.